Rặng đá ngầm san hô Great Barrier là hệ thống đá ngầm san hô lớn nhất trên hành tinh. Inhabited by some of the strangest creatures. Nhiều loài sinh vật lạ hoang dã từ khắp vùng Thái Bình Dương sống dựa vào nơi này. Những kẻ săn mồi và con mồi bị khóa chặt trong cuộc chiến sinh tồn. Nhưng khi mùa hè tới, nhịp điệu thay đổi từ sinh tồn sang giao phối trên diện rộng. Từ hùng vĩ đến chết chóc. Cuộc sống trên rặng đá ngầm đang thay đổi liên tục. Vào cuối mùa xuân ở phía bắc Queensland, nhiệt độ làm tăng độ ẩm trên vùng núi ven biển. Phát pháo khởi động cho cuộc sống dưới lòng đất. Dưới biển, một nút giao lý tưởng của nhiệt độ, thủy triều và dòng chảy châm ngòi cho sự kiện lớn nhất của địa phương. Những tác động mạnh mẽ của tự nhiên đang tạo điều kiện cho rặng đá ngầm sinh sản. Bốn ngày sau đợt trăng tròn của tháng 11, hàng tỷ sinh vật nhỏ đồng bộ hóa hệ thống sinh sản. San hô ở hàng ngàn dặm xung quanh đặt lại đồng hồ sinh học theo chu kỳ mặt trăng. Nhiệt độ dưới biển dâng lên từ từ làm chín muồi trứng và tinh trùng. Những dòng chảy chậm chạp của tuần triều xuống báo hiệu cho san hô đây là thời điểm an toàn để giao phối. Điều này có thể diễn ra bất cứ lúc nào trong tuần tới. Những nhà lặn biển từ khắp nơi trên thế giới không thể bỏ qua trung tâm của nhà hướng dẫn hoạt động lặn Paddy Caldwell. Ông đã bắt đầu lặn dưới đó từ hơn 20 năm. Lặn đêm là sở thích của tôi và đêm nay san hô sẽ đẻ trứng. Thật là một thời điểm thuận lợi. Mỗi lần như vậy tôi vẫn khám phá những điều mới mẻ và bạn càng biết nhiều thứ, bạn càng thấy nhiều thứ. Nhưng đại dương giữ gìn bí mật rất kỹ và bạn cần một ít may mắn mới thấy được nó. Phần hay nhất là tất cả những thứ làm cảm xúc bùng nổ, một cảm giác thật tuyệt. Dấu hiệu tiết lộ sự sinh đẻ chỉ xuất hiện vào khoảng phút 10 đến 15 trước khi nó diễn ra. Khi những bọc trứng và tinh trùng có thể nhìn thấy tiến gần về miệng san hô. Và sau đó, cao trào tập thể. Sức ép sinh lý của hàng tỷ sinh vật biển được giải phóng. You watch these
Bạn nhìn những quả bóng nhỏ xíu bên trong ruột. Những quả bóng nhỏ lớn lên chậm chạp. Bạn có thể thấy chúng đang quay vòng. Chúng đổ vào nước những dòng bọt bóng như rượu sâm banh nổi lên trên mặt nước. Một số loài san hô có cả tinh trùng và trứng, nhưng chúng không thể tự thụ tinh. Thời điểm chúng giải phóng cùng với những dãy san hô xung quanh phải thật chính xác. Những tinh trùng cụp nhỏ luồn lách xuyên qua dòng nước tìm kiếm trứng trong khó khăn. Một số sẽ tìm được một nửa của mình, thụ tinh và phát triển thành ấu trùng san hô nhỏ bé. Thật ngạc nhiên khi chứng kiến sự việc xảy ra trong một đêm. Nó trông như tuyết rơi dưới nước, chỉ khác là tuyết bay lên phía trên thay vì rơi xuống dưới. Với sự thanh tĩnh của chuyến lặng đêm, việc ngắm những vòng sáng đó giống như sở hữu của riêng bạn vậy. San hô đơn tính cũng bắn ra một đám sương mờ. Con cái sản xuất ra sữa cho những quả trứng nhỏ bé. Trong khi con đực bắn ra một đám sương trong suốt hơn đầy tinh trùng. Thủy triều nhấn chìm và mọi thứ bị trôi xa khỏi rặng đá ngầm. Những ấu trùng nhỏ hướng tránh khỏi sa mạc đại dương hàng trăm km từ nơi chúng được sinh ra và bám trụ ở một rặng đá ngầm xa xôi. Những loài sinh vật khác cũng chọn đêm nay để đẻ. Ở dưới biển, giao phối nhóm là cách giao phối an toàn. Những sinh vật này tìm kiếm an toàn từ sự sinh sản đồng loạt. Những kẻ săn mồi nhỏ được no nê. Khi ánh mặt trời làm ánh lên những đám trứng và tinh trùng trôi dạt theo dòng nước. Tất cả nhuộm màu hồng ngọt ngào và mùi tanh vương theo gió nhẹ, làm nhớ lại đêm qua. Những quả trứng được thụ tinh phát triển thành phôi trong vòng 24 giờ. Sau khoảng 5 ngày, mảng san hô non nhỏ nhắn sẵn sàng định cư và tham gia vào cộng đồng. Nhưng việc sinh đẻ chỉ là một phần của chu kỳ đá ngầm san hô. Khi chết, sóng và dòng chảy sẽ nghiền san hô cùng với cát hình thành nên những hòn đảo thấp nhỏ. Bản đồ định vị cụm đảo Capricorn Bunker. Ở phía nam rặng đá ngầm tồn tại một cụm đảo thấp nhỏ duy nhất và một nhóm các nhà bảo vệ rừng cùng các tình nguyện viên do tiến sĩ Graham Hansen chỉ huy đang ở phía tây bắc của cụm đảo. Thật là một nơi đặc biệt để làm việc. Có rất nhiều hòn đảo độc đáo, những hòn đảo thấp nhỏ rất hiếm. Nhiều đảo bạn thấy ở phía bắc hầu như không có loài thực vật nào. Hệ sinh thái ở đây rất dồi dào, loài phi lao Casuarina mọc ngoài rìa của đảo, ngoài ra còn có rừng thực vật độc đáo Pisonia. Một phần của rặng đá ngầm san hô Crepe Perrier làm những hòn đảo.
Thật đẹp nhưng làm việc ở đây tương đối vất vả. Trời rất nóng, độ ẩm cao và một khi bạn ra khỏi bờ biển, bạn không có cơ hội mặc đồ tắm và thưởng thức cốc tai. Chúng tôi bị cuốn vào những thứ dơ bẩn, hai cánh tay phải che dở những cú mổ từ lũ chim. Chúng còn ị nữa. Vào thời gian hè, hòn đảo đón tiếp số lượng sinh sản lớn nhất của hai loài chim biển, hải âu biển Úc và nhạn biển đen. Chúng vượt mọi khó khăn băng qua Thái Bình Dương và đến đây vào mùa hè để sinh sản. Toàn bộ quần thể chim biển đang giảm sút nhanh chóng, vì vậy chúng tôi muốn tìm hiểu tường tận những gì đang xảy ra với quần thể này. Bây giờ theo con đường này 50 mét nữa, đi hết 300 hay 400 mét, sườn dốc lượng đấy. Hôm nay, đội công tác ra ngoài đếm số hải âu biển Úc, hay còn gọi là chim hải âu Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương, nhưng thảm thực vật dưới đất ở rừng giống như tổ ong, với hàng ngàn những tổ chim dưới lòng đất. Họ mang giày đi tuyết để tránh nghiền nát những cái hang khi họ đi ngang qua. Anh có thấy cái trứng nào không, hoặc cái gì đó? Không, chỉ đi nhẹ nhàng xuống dưới với hy vọng. Thử bên trái anh xem nào. Đây rồi, tổ chim có bố mẹ trên những quả trứng. Cặp đôi thay phiên nhau canh gác những quả trứng này. Ồ, cái này sâu đấy, tôi cần cảm thấy con này thật là hiếu chiến. Nó là một con lớn đấy. Mỗi con chim dành vài tuần để ấp trứng, và sau đó thêm một vài tuần tìm thức ăn trên biển. Những con chim hải âu này được đặt tên từ tập tính bay vút trên mặt biển, theo đường viền các con sóng rẽ nước bằng đầu mút cánh. Bạn đang ở trên một hòn đảo hoang sơ được bao bọc xung quanh bởi những loài động vật hoang dã di trú. Đây là một công việc nặng nhọc nhưng bạn phải làm những thứ có thể. Bạn đã biết một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới. Hàng đêm, ngay sau khi mặt trời lặn, hàng ngàn chim hải âu quay trở về hòn đảo. Mỗi con chim bằng cách này hay cách khác đều tìm đường quay trở về băng qua những cánh rừng rậm rạp, về với người bạn tình đang chờ đợi mỏi mòn. Những chú chim ghép đôi suốt đời nhưng chỉ hiếm khi dành thời gian với nhau. Chúng nhanh nhẹn đổi ca trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc cho con nhỏ. Thật ngạc nhiên khi nghĩ rằng con trống hoặc con mái sẽ ngồi đó trong suốt 2 tuần, chờ đợi người bạn đời quay trở về và nhận nhiệm vụ ấp trứng. Bạn có thể tưởng tượng tình trạng chán nản nhạt nhẽo khi ngồi ở đáy tổ, giống như ngồi trên bồn vệ sinh của một cái phòng ngủ nhỏ trong vòng 2 tuần, đợi chồng hay vợ quay về. Tôi không bất ngờ về việc chúng phấn khích khi bạn tình của chúng về đến nơi. Những khu rừng thực vật Bessonia trên đảo là một nơi trú ẩn quan trọng cho những loài chim này. Ở nhiều nơi trên thế giới, tập quán sinh sản của chúng bị sự can thiệp của con người làm tổn hại, và ở đây bạn có một hệ sinh thái cực kỳ nguyên vẹn và hoàn toàn đơn nhất, nơi mà những loài động vật này có thể quay trở về mỗi năm để sinh sản, nuôi lớn con non, và chúng ta có nhiệm vụ bảo đảm những hòn đảo này còn tồn tại khi chúng quay về. Vào mùa giao phối, cá cũng có tâm trạng. Các đuôi gai tụ hợp thành một nhóm vào thời điểm sinh nở để thả trứng và tinh trùng vào biển cả. Con cái dẫn đầu và con đực đuổi theo. Việc thụ tinh diễn ra mà không có bất cứ sự tiếp xúc cơ thể nào. Nhưng một số loài cá dùng vây để tiếp cận. Loài cá mập chóp vây trắng bắt đầu bơi vòng quanh con cái khi chúng thấy con cái trông mắng đẻ. Một đám con đực nỗ lực chiếm hữu con cái, cắn vào giữ vây ngực chống cự của con cái. Cô uốn cong đuôi nhưng nhanh chóng bị kẹp chặt dưới đáy biển. Cơ quan sinh dục của con đực giống như cái túi phản lực phồng lên do hút nước biển và xả tinh trùng vào con cái.
and flushing his sperm into the female. Từ khi nước phun vào thân con cái, nó không thể thở và phải vùng vẫy. Về mặt tự nhiên, cá mập được sinh ra đã hung dữ và con cái sẽ mang theo những vết sẹo. Trong vòng 5 tháng, con cái sẽ đẻ từ 1 đến 5 con non, bổ sung vào quần thể kẻ săn mồi quan trọng. Cá mập chóp vây trắng còn sẽ ở trong môi trường lý tưởng này. Điều này sẽ hỗ trợ cho đội ngũ sinh vật đại dương. Tất cả những thứ chúng ta học được từ việc nghiên cứu loài cá trong tình trạng giam giữ đó là cuộc sống của chúng phức tạp hơn nhiều so với khuôn mặt đờ đẫn của chúng, đặc biệt là đời sống tình dục của loài cá. Không giống như cá đẻ trứng và đàn cá mập, cá hề có một mối quan hệ một vợ một chồng nghiêm chỉnh. Nếu con cái chết, con được chọn chuyển đổi giới tính hơn là đi tìm một con cái khác. Khả năng chuyển đổi giới tính kỳ lạ được cho là một kỹ thuật sinh tồn. Một vài loài cá làm điều đó khi chúng quá vợ hoặc quá chồng. Một số loài khác chuyển đổi giới tính ở một lứa tuổi nhất định, và một số loài chuyển đổi giới tính nhiều lần trong suốt vòng đời. Cùng gặp Wally, nó là một con cá bàn chài vươn sóng tự tin rất thích tung tăng xung quanh chỗ đặt bàn để du khách chụp hình. Nó có cá tính mạnh hay để lại ấn tượng sâu đậm. Nhưng Wally không phải chúng lúc nào cũng là con đực. Nó chuyển đổi giới tính từ cá sang đực khi địa bàn của nó cần một con đực mới. Việc sinh sản của loài cá này được thực hiện ở khoảng cách xa. Tới khi Wally không cần một con cá đực Willy, giới tính thay đổi buộc cơ quan sinh dục bên trong của nó biến đổi từ sản xuất trứng sang sản xuất tinh trùng. Tất cả sự biến đổi được gây ra bởi sự thiếu vắng của một con cá đực thích hợp trong khu vực. Nó đang biểu diễn đấy, đôi khi không có đủ cá dưới đại dương. Ngoài khơi xa rặng san hô, Timpanet đang chuẩn bị dụng cụ thở cho một chuyến lặn biển sâu để tìm kiếm những loài cá quý hiếm. Thiết bị chuyên dụng cho phép anh ta xuống được 70 mét dưới lòng biển. Nhưng ở độ sâu đó, não và cơ thể của anh sẽ bị đẩy vào giới hạn và sự sống của anh ta phụ thuộc vào dụng cụ hỗ trợ. Bạn phải bảo đảm là những kiểm tra của bạn phải chính xác và chúng sẽ hoạt động trơn tru. Nếu bạn làm sai gì đó với dụng cụ thở, bạn sẽ không qua được đâu. Rủi ro tiềm ẩn cao hơn so với lặn biển có bình khí thở. Khi anh ta lặn xuống, màu sắc dường như biến mất. Màu đỏ là đầu tiên, hoàn toàn biến mất trong 6 mét đầu. Màu cam và sau đó là màu vàng cũng biến mất từ độ sâu 20 mét, chỉ còn lại thế giới màu xanh. Dưới độ sâu 70 mét, thế giới là một khung cảnh kỳ quái, gần với màu đen như mực. Thực là một công việc đầy hiểm nguy. Bình khí thở phục hồi hơi thở của Tim liên tục, nhưng anh ta không thể tự mãn. Ở độ sâu này, Tim còn bị tác động bởi trạng thái làm dồn máu lên não, gọi là tình trạng rối loạn cơ thể do lượng nitơ trong máu tăng lên. Áp lực cao trong khi anh ta đang thở gây say có thể dẫn đến sai lầm chết người. Anh ấy cần giữ tập trung và trở về khu nước nông. Mất khoảng một tiếng rưỡi để anh ta đi lên an toàn, tạm ngưng hoạt động ở độ sâu để từ từ thanh lọc khí nitơ tích tụ trong mô, ngăn chặn sự giải nén chết người.
Tiến gần vào bờ biển, một hệ sinh thái quan trọng khác nằm dưới đáy phá không sâu. Từng cỏ dưới đáy được tìm thấy suốt 1930 km dọc bờ biển của rặng đá ngầm san hô. Chúng cung cấp nền sinh sản, chỗ trú ngụ và thức ăn cho một số lượng lớn các loài động vật. Bao gồm cả loài sinh vật tuyệt vời này. Loài bò biển có thể nặng tới 420 kg và sống tới 73 năm. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ môi trường màu mỡ bằng cách cày xới đáy biển khi chúng ăn cỏ. Chúng đã từng là loài phổ biến ở vùng biển Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Nước Úc có số lượng lớn những loài động vật ăn cỏ hiền hòa, và rặng đá ngầm san hô Great Barrier là biểu trưng cho cơ hội sinh tồn tốt nhất của các giống loài. Một số loài cỏ lớn nhất trên rặng đá ngầm được tìm thấy ở đảo Hinchinbrook, trên quê hương của Richard Porter. Vào những năm 1990, tôi liên tục nghe thông tin về số lượng loài bò biển đang suy giảm. Một loài động vật đang gặp nguy hiểm. Vậy nên tôi nghĩ tại sao, và sau đó thì tôi tìm hiểu ra nhiều mạng lưới trong khu vực đánh bẫy và dìm chết chúng trong mạng lưới. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên ra lệnh cấm việc làm này, vậy nên chúng tôi đã làm như vậy. Khi làm việc với các cơ quan chính quyền các cấp, Russell có ý định thay đổi luật quản lý việc đánh bắt kinh doanh bằng lưới ở địa phương của anh, và anh ấy giúp những nhóm người bảo vệ bản xứ bảo vệ nơi ở của họ. Số lượng bò biển chết trong những cái lưới đánh bắt đã giảm, nhưng còn một thay đổi thậm chí lớn hơn khi anh ta dẫn đầu trong việc bảo vệ loài động vật này. Người dân bản xứ dọc bờ biển đã săn bắt bò biển từ rất lâu, nhưng trước sự ra đời của động cơ gắn ngoài tàu, số lượng mất đi còn thấp hơn nhiều so với hiện nay. And when you got choices, that means your country's rich. Chúng tôi không bắt rùa và bò biển ở đây, và chúng quay về đây với số lượng lớn. Có nhiều điều tốt đẹp đến khi chúng ta trùm nom chúng. Russell là một chủ nhân truyền thống của khu vực Hinchinbrook và là người gìn giữ những câu chuyện thời khai thiên lập địa. Một trong số những câu chuyện đó có liên quan trực tiếp đến mực nước biển cuối cùng cách đây 8.000 năm, khi rặng đá ngầm san hô mà chúng ta biết ngày nay được hình thành. Tôi là đứa con út trong gia đình 8 anh em. Tôi ở cùng bà vì mẹ tôi qua đời khi tôi còn rất nhỏ. Bà ấy dạy tôi về vùng đất của chúng tôi và làm thế nào người lớn đến được rặng đá ngầm san hô Great Barrier này ở Gulen. Đó là nơi chúng tôi từng ở ngoài thềm lục địa. Có loài cá thòi lòi và cua Mugugira. Khi những người cuối cùng đến từ Gulen, họ quay về bằng cách bơi theo hướng này bởi vì cả vùng đất bị nước biển nhấm chìm. Tất cả mọi người trên vùng đất vẫy tay và kêu to, ở đây này, đây là nơi chúng ta ở. Đó là một con cua đang vẫy càng. Mọi người bơi lại, ngồi dưới bùn với họ và họ sống với nhau cùng với thực vật ngập mặn ở đây. Thực vật ngập mặn trên đảo Hinchinbrook, quê hương của Russell, là một trong những bờ biển đá ngầm san hô lớn nhất.
Hệ thống thủy triều giữ vai trò của một bộ lọc tự nhiên, giữ lại cặn và chất dinh dưỡng trước khi chúng nhập biển. Chúng là môi trường rất màu mỡ và hữu ích, nhưng chúng không phải là nơi đa số mọi người muốn du du đến. Bùn, cá sấu và vô số loại côn trùng gây hại tạo chút thử thách năng lực con người. Nhưng nếu bạn muốn rặng đá ngầm khỏe mạnh, bạn cần một rừng ngập mặn xanh tốt. Mark Reed, chuyên gia từ khu bảo tồn thiên nhiên đại dương của rặng đá ngầm san hô Great Barrier, đang ở bên ngoài kiểm tra sự khỏe mạnh của hệ sinh thái. Bất cứ ai muốn mua bán rừng thực vật ngập mặn đều phải rất tài năng, bởi vì chúng không phải là thứ thân thiện với con người. Ruồi cát sẽ khiến bạn nổi điên. Tôi nghĩ ngay cả gã chàng tinh Schwartz cũng chưa bao giờ đối mặt với ruồi cát và muỗi, nhưng chúng ta không thể đuổi chúng đi. Chúng ta cần suy nghĩ về thứ được xem là lá phổi của rặng đá ngầm san hô. Chúng mang đến môi trường sống cho nhiều loài sinh vật. Bạn biết đấy, đó là nơi nuôi dưỡng của rất nhiều loài cá khi chúng còn nhỏ để được bảo vệ. Nhiều trong số chúng lên đây với rừng ngập mặn, tìm thức ăn, phát triển lớn hơn và rồi di chuyển đi nơi khác. Nhưng có tất cả mọi thứ ở đây. Loài rùa xanh đến đây, ăn cây cối, cá sấu lên đây, tất cả các loài chim đến đây, tìm chỗ đậu và tìm thức ăn. Chúng ta tìm thấy cáo bay. Bạn biết đấy, nó như một cộng đồng làm bùng lên sự sống vậy. Mỗi lần đến những nơi này, bạn có thể thu thập thêm kiến thức về nó. Chúng thật yên bình và cũng giống như nhiều nơi khác trên rặng đá ngầm san hô Great Barrier. Nếu bạn dành thời gian chỉ để nhìn và thấy những gì diễn ra xung quanh bạn, bạn không thể giúp đỡ nhưng sẽ cảm thấy yêu thích bởi sự đặc biệt của nó. Khi xuân chuyển sang hè, mọi thứ ở rừng ngập mặn được làm nóng lên. Và loài cá sấu sông bắt đầu làm tổ. Males become extremely aggressive and territorial. Con đực trở nên hung hăng. Con cái canh giữ tổ, chờ những con khủng long nhỏ của chúng xuất hiện. Vùng bờ biển phía Tây và rừng ngập mặn luôn là một pháo đài vững chãi cho những loài săn mồi kinh hoàng này. Nhưng nhiều thứ đã thay đổi trong hơn hai thế kỷ qua. Ngành công nghiệp mía đường phát triển nhanh chóng dọc theo bờ đá ngầm. Nhiều khu rừng dọc bờ biển và vùng đầm lầy bị loại bỏ phục vụ cho nông nghiệp. Và vào thời gian này trong năm, khi mưa rừng nặng hạt, phân bón và lớp đất xốp trên mặt trôi khỏi nông trại ra biển. Ảnh hưởng tổn hại nhất của phân trôi chính là sự bùng nổ của lượng lớn sao biển gai, hay còn gọi là sao biển vương miệng gai. Chúng là loài bản xứ ở vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, ăn san hô. Chúng có tơ độc và giống như kẻ cuối cùng sống dưới nước. Khi bạn cắt chúng thành những mảnh nhỏ, những mảnh thịt phát triển thành sao biển mới.
còn nhiều hơn cả vì sao biển cái sản xuất ra 60 triệu trứng mỗi năm. Khi chúng đạt đến quy mô lớn để làm những thứ chúng để lại. Người bảo vệ công viên Queensland và động vật hoang dã liên tục giám sát số lượng của sâu biển gai. Chúng là tác nhân làm 40% lượng san hô mất đi trong vài thập niên gần đây. Dinh dưỡng dư dả trong nước làm tăng lượng ấu trùng sao biển, dẫn đến sự bùng nổ loài động vật phá hoại này. Nhìn cái roi này, chúng ta còn phải vượt qua 10 chặng nữa. Ông ta trông như thế nào? Ông ta vẫn ở đó, mò suốt cả ngày như một con cá mập lớn nhử mồi. Những người lặn dưới nước ghi lại hết điều này. Chúng tôi không chỉ đếm số lượng sao biển gai và ghi nhận chúng ở đâu, mà còn ghi lại loại san hô vượt trội. Chúng tôi đã hoàn thành gần như 1.500 km của rặng san hô, vậy nên giờ là một trong những chuỗi thông tin lớn nhất của loài này trên thế giới. Chúng tôi biết chi tiết tạo nên rặng đá ngầm đó là gì và những sự trỗi dậy tiềm năng có thể xảy ra bởi vì sao biển gai sẽ thích ăn loại san hô này. Những anh bạn này có thể di chuyển đến 85 hải lý trong một hành trình. Anh ta đáng lẽ phải lên rồi. À, anh ta đây rồi. Bỏ qua những câu chuyện đùa, cuộc khảo sát cuối cùng sẽ tiết lộ vài kết quả cảnh báo. Số lượng lớn sao biển gai xuất hiện ở khu vực phía Bắc. Có 4 sự bùng nổ phá hoại được ghi nhận trong vòng 50 năm trở lại đây. Đây là dấu hiệu của sự khởi đầu một thứ khác. Bản đồ thể hiện sự bùng nổ của sao biển gai. Sự bùng nổ xuất hiện bắt đầu từ phía Bắc và sau đó thế hệ sinh nở thành công di chuyển sự bùng nổ xuống phía Nam theo dòng chảy. Có thể mất từ 12 đến 15 năm để sự bùng nổ di chuyển từ đảo Liza ở phía Bắc hướng ngày xuống phía Nam của rặng đá ngầm san hô. Chúng để lại phía sau một lối đi phá hoại. Tại trạm nghiên cứu trên đảo Liza, giáo sư Morgan Brattet và nhóm của ông đang làm việc để thử ngăn chặn sự bùng nổ này. Một trong những giải pháp sớm nhất mà con người có thể quản lý vấn đề này là ra ngoài đó và cắt chúng ra thành từng mảnh. Chúng ta nghĩ như câu chuyện cổ tích, nếu bạn cắt đôi một con sao biển, một sẽ được hai con, nhưng trong lúc bỏ chúng vào thùng, chúng ta cắt chúng thành 3-4 mảnh để xem liệu chúng sống sót đến mức nào, và vào lúc đó chúng trông có vẻ khỏe mạnh. Ông ấy đã nghiên cứu về loài sinh vật này từ 20 năm qua, và đội của ông vừa có một sáng kiến có thể giúp thay đổi xu hướng của sao biển gai. Chúng tôi muốn phát triển một phương pháp bắt một phát. Chúng tôi tiêm chúng một lần và bảo đảm rằng chúng sẽ chết, và để được như vậy, chúng ta có thể dùng sản phẩm làm từ mật bò, mật sấy khô lấy từ bò sau khi chúng bị mổ. Chúng tôi thử tiêm vào đầu chân bám của chúng một mũi tiêm 10 ml. Phương pháp sẵn sàng được thí nghiệm trên mạch rễ của sao biển gai và những kết quả đầu tiên gây sửng sốt. Phương thức tiêm mật bò hiệu quả hơn ít nhất 10 lần so với phương pháp trước đó. Hiện giờ chúng tôi có dụng cụ để đặt loài sinh vật này dưới tầm kiểm soát, cách mạng hóa khả năng của chúng để bảo vệ rặng đá ngầm san hô ở khắp nơi trên thế giới. Gần như tất cả sao biển đều chết trong vòng 24 giờ. Nếu chúng ta bắt đầu việc kiểm soát sớm hơn, chúng ta có thể cô lập những nơi có sự bùng nổ của sao biển bắt đầu. Vì vậy, tôi nghĩ hoàn toàn khả thi nếu chúng ta kiểm soát sự bùng nổ của sao biển bằng cách sử dụng phương pháp một mũi tiêm. Trong khi các nhà khoa học đấu tranh để kiểm soát sự bùng nổ ở phía Bắc, một sự di cư hùng tráng đang diễn ra ở đầu rặng san hô phía Nam.
Người chủ khu nghỉ dưỡng Peter Gass đang hướng ra ngoài đó. Ông vận hành một khi nghỉ dưỡng sinh thái biệt lập trên đảo Lady Elliot. Tôi nghĩ những thứ đe dọa về động vật hoang dã đã lớn hơn. Đảo Lady Elliot thực sự là một khám phá của riêng tôi. Nó đã ở đây trơ trụi trong 100 năm, không ai quan tâm đến nơi này. Và một vị thuyền trưởng trẻ đến đây bằng máy bay, giống như tôi đây, xây dựng đường băng và anh ta bắt đầu xây dựng những khu nghỉ dưỡng nhỏ và sau đó trồng cây. Ông ta đã khám phá và chúng tôi tiếp tục truyền thống đó. Và thế là đảo Lady Elliot có được diện mạo xanh tươi đẹp đẽ như bây giờ. Du lịch mang đến năng lượng và sự hăng hái, mang mọi người ra ngoài đây với niềm đam mê học hỏi về nó và yêu mến nó. Bởi vì một khi bạn yêu mến cái gì thì bạn mới thực sự bảo vệ được nó. Khu nghỉ dưỡng cũng hỗ trợ cho việc nghiên cứu rặng đá ngầm san hô. Tiến sĩ Kathy Townsend đang ở ngoài đây điều hành dự án cá đuối. Cô ấy đang theo dấu vết những kẻ khổng lồ đại dương duyên dáng này. Đảo Lady Elliot được xem như là trung tâm của toàn bộ loài cá đuối nói riêng bởi vì nó rất gần với thềm lục địa, vậy nên nó là đảo cá ngầm san hô đầu tiên, chỗ xuất phát đầu tiên của điểm kết thúc phía nam rặng đá ngầm san hô Great Barrier. Nguồn nước giàu dinh dưỡng đi thẳng ngang qua hòn đảo, vì thế chúng ta có tất cả những loài động vật tìm kiếm thức ăn và chúng ta tìm ra chúng khá ổn định quanh khu vực này. Hôm nay cô ấy hướng ra ngoài để lắp đặt một hệ thống kiểm soát dưới nước. Một thiết bị thu âm thanh sẽ được lắp đặt gần con tàu bị đắm. Nhóm dự án cá đuối tập trung vào đuôi âm học của nhóm động vật nghiên cứu. Chúng phát ra một sóng siêu âm riêng biệt được ghi âm lại bởi máy thu. Gần đây chúng tôi có 6 trạm thu đặt quanh rặng đá ngầm Lady Elliot. Và mỗi lần một sinh vật đến trong bán kính 500 mét của một trong những trạm nghe này, chúng báo hiệu rằng con vật đã đi qua. Một trong những điều thực sự tuyệt vời về công việc với cá đuối, không giống như nhiều loài động vật hoang dã khác, đó là chúng rất tò mò. Chúng thậm chí hướng về phía bạn và lơ lửng trên tay bạn và rất gần tới mức mắt của chúng ở ngay đây. Những trạm thu âm đang cung cấp thông tin về những hành động ban ngày và độ dài khoảng cách mà những động vật này thực hiện. Cá đuối là loài động vật lớn thích đi rong. Chúng di chuyển hơn 700 km từ Bắc xuống Nam. Chúng tôi cho rằng loài động vật này sống khắp nơi trong khoảng 60 đến 80 tuổi, tương tự như dòng đời của cá voi hay voi, một loài động vật sống thọ. Những trạm thu âm mà Kathy lắp đặt không chỉ báo hiệu cá đuối, bất cứ thứ gì có một đuôi sóng âm đều được quét bởi hệ thống kiểm soát dưới nước. Chúng tôi thu được tín hiệu của cá mập bò mắt trắng từ thiết bị khi chúng trên đường về Sydney hay Victoria. Ngoài việc lắng nghe các loài động vật ngang qua, nhóm còn lưu giữ hồ sơ hình của tất cả những loài cá đuối mà họ gặp được. Quay về đất liền, Kathy và nhóm của cô làm sáng tỏ những bức ảnh thu được để tìm được đối chứng cho cơ sở dữ liệu của cô. Nào hãy xem những gì chúng ta có. Chúng có một cái đốm và mẫu chấm rất nổi bật ở mặt nước. Và chúng là độc quyền của mỗi con. Nếu chúng ta có ai đó lặn xuống và tiếp cận phía dưới con vật chụp hình, chỉ với một bức hình, chúng ta có thể lấy được rất nhiều thông tin. Nó sẽ xuống ngay bên trên cái máy quay. Ô, thật tuyệt, bức ảnh nhận diện lý tưởng. Đây là Scorpio. Nó là một con cái mà chúng ta thấy rất thường xuyên. Vâng, đúng chính xác là vết đánh dấu. Vâng. Để hiểu được sự vận động của những loài vật này, Kathy còn thiết lập một dự án khoa học cộng đồng trên diện rộng. Những nhà thợ lặn trên khắp thế giới có thể đăng tải những bức hình bụng cá đuối lên trang Facebook của dự án cá đuối, kèm theo ngày tháng và địa điểm.
Và hiện tại có gần 1.000 con cá đuối chia sẻ hành trình của chúng trên trang Facebook. Chúng tôi có ai đó quay trở lại đảo Elliot vào năm 1985, mang theo một bức ảnh của Terus, và một ngày nọ chúng tôi thấy Terus, và như vậy Terus số 39. Nhờ vào đóng góp nghiên cứu của những đội hình mở rộng này, chúng tôi có được nhiều hơn nếu như chúng tôi chỉ là một mình. Khi mùa hè nóng dần lên, không khí đại dương sôi động. Những cơn gió xuất hiện thường xuyên và mạnh hơn. Ngoài phía tây bắc hòn đảo, tiến sĩ Graham Hansen và những tình nguyện viên của ông cũng đang kết thúc cuộc khảo sát về chim biển. Đây là một đêm mưa bão nhẹ nhàng đối với chúng tôi, nhưng dữ dội hơn đối với loài nhạn biển đen. Có cả 100 con trong số chúng bị đánh văng khỏi tổ, và tôi đoán là nếu bạn nhìn quanh thì những cái tổ dưới thấp vẫn an toàn. Những con nhạn trên cái tổ cao hơn sẽ là những con đầu tiên bị lật đổ. Ồ, nó rất sợ hãi, con chim bé nhỏ đang rất căng thẳng. Chúng tôi không thể trả chúng về đúng cái cây chúng đã ngã xuống, bởi vì không có cách nào để biết được điều đó. Vậy nên chúng tôi chỉ cố đưa chúng lên cao đủ để chúng đáp xuống đất. Chúng sẽ có thêm cơ hội. Cây bisonia cung cấp chỗ trú ngụ quan trọng cho những con chim này, nhưng chúng cũng rải những thứ gây hại xuống thảm thực vật dưới đất. Đây là một ví dụ khủng khiếp cho thứ diễn ra ở đây trên đảo thấp nhỏ. Đây là một con nhạn biển đen non. Bạn có thể thấy nó được bao phủ bởi một chất dính nhớp nháp. Chúng là hạt của cây Pisonia và hàng ngàn con nhạn biển bị dính thứ keo này chết ở đây. Còn mặt trái của câu chuyện, xác chim sẽ phân hủy trong đất làm giàu cho đất giúp cây phát triển, và những cái cây lại là chỗ trú ngụ quan trọng cho bầy nhạn. Những con chim sống nhờ vào hòn đảo, nhưng chính những hòn đảo cũng dựa vào bầy chim. Cuộc khảo sát của năm nay đã hoàn thành, và mặc dù số lượng hải âu biển Úc giảm xuống, loài nhạn biển đen xuất hiện ổn định. Rặng đá ngầm san hô Criperia từ điểm cực bắc xuống phía nam thuộc đa dạng. Vì vậy, bạn phải bảo vệ toàn bộ phần còn lại để đảm bảo sự đa dạng trọn vẹn của rặng đá ngầm cũng như chức năng mà nó đảm nhiệm. Nhưng thật xấu hổ khi nhìn nó mất đi vì cái lợi trước mắt hay vì lợi ích từ việc chi ít tiền để bảo vệ nó. Không có cái gì vượt khỏi khả năng của chúng ta. Tôi nghĩ đây là một nơi tuyệt vời, thực sự là một nơi tuyệt vời để hiện diện. Hơn 20 năm. Lặn đêm là sở thích của tôi, và đêm nay san hô sẽ đẻ trứng. Thật là một thời điểm thuận lợi. Mỗi lần như vậy, tôi vẫn khám phá những điều mới mẻ, và bạn càng biết nhiều thứ, bạn càng thấy nhiều thứ. Nhưng đại dương giữ gìn bí mật rất kỹ, và bạn cần một ít may mắn mới thấy được nó. Phần hay nhất là tất cả những thứ làm cảm xúc bùng nổ, một cảm giác thật tuyệt. Dấu hiệu tiết lộ sự sinh đẻ chỉ xuất hiện vào khoảng phút 10 đến 15 trước khi nó diễn ra. Khi những bọc trứng và tinh trùng có thể nhìn thấy tiến gần về miệng san hô. Và sau đó, cao trào tập thể. Sức ép sinh lý của hàng tỷ sinh vật biển được giải phóng. Bạn nhìn những quả bóng nhỏ xíu bên trong ruột.
Những quả bóng nhỏ lớn lên chậm chạp. Bạn có thể thấy chúng đang quay vòng. Chúng đổ vào nước những dòng bọt bóng như rượu sâm banh nổi lên trên mặt nước. Một số loài san hô có cả tinh trùng và trứng, nhưng chúng không thể tự thụ tinh. Thời điểm chúng giải phóng cùng với những dãy san hô xung quanh phải thật chính xác. Những tinh trùng cụp nhỏ luồn lách xuyên qua dòng nước tìm kiếm trứng trong khó khăn. Một số sẽ tìm được một nửa của mình, thụ tinh và phát triển thành ấu trùng san hô nhỏ bé. Thật ngạc nhiên khi chứng kiến sự việc xảy ra trong một đêm. Nó trông như tuyết rơi dưới nước, chỉ khác là tuyết bay lên phía trên thay vì rơi xuống dưới. Với sự thanh tịnh của chuyến lặng đêm, việc ngắm những vòng sáng đó giống như sở hữu của riêng bạn vậy. Chúng tôi cho rằng loài động vật này sống khắp nơi trong khoảng 60 đến 80 tuổi, tương tự như dòng đời của cá voi hay voi, một loài động vật sống thọ. Những trạm thu âm mà Cathy lắp đặt không chỉ báo hiệu cá đuối, bất cứ thứ gì có một đuôi sóng âm đều được quét bởi hệ thống kiểm soát dưới nước. Chúng tôi thu được tín hiệu của cá mập bò mắt trắng từ thiết bị khi chúng trên đường về Sydney hay Victoria. Ngoài việc lắng nghe các loài động vật ngang qua, nhóm còn lưu giữ hồ sơ hình của tất cả những loài cá đuối mà họ gặp được. Quay về đất liền, Cathy và nhóm của cô làm sáng tỏ những bức ảnh thu được để tìm được đối chứng cho cơ sở dữ liệu của cô. Nào hãy xem những gì chúng ta có. Chúng có một cái đốm và mẫu chấm rất nổi bật ở mặt nước. Và chúng là độc quyền của mỗi con. Nếu chúng ta có ai đó lặn xuống và tiếp cận phía dưới con vật chụp hình, chỉ với một bức hình, chúng ta có thể lấy được rất nhiều thông tin. Nó sẽ xuống ngay bên trên cái máy quay. Ô, thật tuyệt, bức ảnh nhận diện lý tưởng. Đây là Scorpio, nó là một con cái mà chúng ta thấy rất thường xuyên. Vâng, đúng chính xác là vết đánh dấu. Vâng. Để hiểu được sự vận động của những loài vật này, Cathy còn thiết lập một dự án khoa học cộng đồng trên diện rộng. Những nhà thợ lặn trên khắp thế giới có thể đăng tải những bức hình bụng cá đuối lên trang Facebook của dự án cá đuối, kèm theo ngày tháng và địa điểm. Và hiện tại có gần 1.000 con cá đuối chia sẻ hành trình của chúng trên trang Facebook. Chúng tôi có ai đó quay trở lại đảo Elliot vào năm 1985, mang theo một bức ảnh của Terus, và một ngày nọ chúng tôi thấy Terus, và như vậy Terus số 39. Nhờ vào đóng góp nghiên cứu của những đội hình mở rộng này, chúng tôi có được nhiều hơn nếu như chúng tôi chỉ là một mình. Khi mùa hè nóng dần lên, không khí đại dương sôi động. Những cơn gió xuất hiện thường xuyên và mạnh hơn. Ngoài phía tây bắc hòn đảo, tiến sĩ Graham Hansen và những tình nguyện viên của ông cũng đang kết thúc cuộc khảo sát về chim biển. Hôm nay cô ấy hướng ra ngoài để lắp đặt một hệ thống kiểm soát dưới nước. Một thiết bị thu âm thanh sẽ được lắp đặt gần con tàu bị đắm. Nhóm dự án cá đuối tập trung vào đuôi âm học của nhóm động vật nghiên cứu. Chúng phát ra một sóng siêu âm riêng biệt được ghi âm lại bởi máy thu. Gần đây chúng tôi có 6 trạm thu đặt quanh rặng đá ngầm Lady Elliot, và mỗi lần một sinh vật đến trong bán kính 500 mét của một trong những trạm nghe này, chúng báo hiệu rằng con vật đã đi qua.
Một trong những điều thực sự tuyệt vời về công việc với cá đuối, không giống như nhiều loài động vật hoang dã khác, đó là chúng rất tò mò. Chúng thậm chí hướng về phía bạn và lơ lửng trên tay bạn và rất gần tới mức mắt của chúng ở ngay đây. Những trạm thu âm đang cung cấp thông tin về những hành động ban ngày và độ dài khoảng cách mà những động vật này thực hiện. Cá đuối là loài động vật lớn thích đi rong. Chúng di chuyển hơn 700 km từ Bắc xuống Nam. Chúng tôi cho rằng loài động vật này sống khắp nơi trong khoảng 60 đến 80 tuổi, tương tự như dòng đời của cá voi hay voi, một loài động vật sống thọ. Những trạm thu âm mà Cathy lắp đặt không chỉ báo hiệu cá đuối. Bất cứ thứ gì có một đuôi sóng âm đều được quét bởi hệ thống kiểm soát dưới nước. Chúng tôi thu được tín hiệu của cá mập bò mắt trắng từ thiết bị khi chúng trên đường về Sydney hay Victoria. Ngoài việc lắng nghe các loài động vật ngang qua, nhóm còn lưu giữ hồ sơ hình của tất cả những loài cá đuối mà họ gặp được. Quay về đất liền, Cathy và nhóm của cô làm sáng tỏ những bức ảnh thu được để tìm được đối chứng cho cơ sở dữ liệu của cô. Nào hãy xem những gì chúng ta có. Chúng có một cái đốm và mẫu chấm rất nổi bật ở mặt nước. Và chúng là độc quyền của mỗi con. Nếu chúng ta có ai đó lặn xuống và tiếp cận phía dưới con vật chụp hình, chỉ với một bức hình, chúng ta có thể lấy được rất nhiều thông tin. Nó sẽ xuống ngay bên trên cái máy quay. Ô, thật tuyệt, bức ảnh nhận diện lý tưởng. Đây là Scorpio. Nó là một con cái mà chúng ta thấy rất thường xuyên. Vâng, đúng chính xác là vết đánh dấu. Vâng. Để hiểu được sự vận động của những loài vật này, Cathy còn thiết lập một dự án khoa học cộng đồng trên diện rộng. Những nhà con cái dẫn đầu và con đực đuổi theo. Việc thụ tinh diễn ra mà không có bất cứ sự tiếp xúc cơ thể nào. Nhưng một số loài cá dùng vây để tiếp cận. Loài cá mập chóp vây trắng bắt đầu bơi vòng quanh con cái khi chúng thấy con cái trông mắng đẻ. Một đám con đực nỗ lực chiếm hữu con cái, cắn vào giữ vây ngực chống cự của con cái. Cô uốn cong đuôi nhưng nhanh chóng bị kẹp chặt dưới đáy biển. Cơ quan sinh dục của con đực giống như cái túi phản lực phồng lên do hút nước biển và xả tinh trùng vào con cái. Trừ khi nước phun vào thân con cái, nó không thể thở và phải vùng vẫy. Về mặt tự nhiên, cá mập được sinh ra đã hung dữ và con cái sẽ mang theo những vết sẹo. Trong vòng 5 tháng, con cái sẽ đẻ từ 1 đến 5 con non, bổ sung vào quần thể kẻ săn mồi quan trọng. Cá mập chóp vây trắng còn sẽ ở trong môi trường lý tưởng này. Điều này sẽ hỗ trợ cho đội ngũ sinh vật đại dương. Tất cả những thứ chúng ta học được từ việc nghiên cứu loài cá trong tình trạng giam giữ đó là cuộc sống của chúng phức tạp hơn nhiều so với khuôn mặt đờ đẫn của chúng, đặc biệt là đời sống tình dục của loài cá. Không giống như cá đẻ trứng và đàn cá mập, cá hề có một mối quan hệ một vợ một chồng nghiêm chỉnh. Nếu con cái chết, con được chọn chuyển đổi giới tính hơn là đi tìm một con cái khác. Khả năng chuyển đổi giới tính kỳ lạ được cho là một kỹ thuật sinh tồn. Một vài loài cá làm điều đó khi chúng quá vợ hoặc quá chồng. Một số loài khác chuyển đổi giới tính ở một lứa tuổi nhất định. Và một số loài chuyển đổi giới tính nhiều lần trong suốt vòng đời. Meet Wally.
cùng gặp Wally. Nó là một con cá bàn dài, vươn sóng, tự tin, rất thích tung tăng xung quanh chỗ đặt bàn để du khách chụp hình. Nó có cá tính mạnh hay để lại ấn tượng sâu đậm. Nhưng Wally không phải chúng lúc nào cũng là con đực. Nó chuyển đổi giới tính từ cá săn đuổi, từ sinh tồn sang giao phối trên diện rộng. Từ hùng vĩ đến chết chóc. Cuộc sống trên rặng đá ngầm đang thay đổi liên tục. Vào cuối mùa xuân ở phía bắc Queensland, nhiệt độ làm tăng độ ẩm trên vùng núi ven biển. Phát pháo khởi động cho cuộc sống dưới lòng đất. Dưới biển, một nút giao lý tưởng của nhiệt độ, thủy triều và dòng chảy châm ngòi cho sự kiện lớn nhất của địa phương. Những tác động mạnh mẽ của tự nhiên đang tạo điều kiện cho rặng đá ngầm sinh sản. Bốn ngày sau đợt trăng tròn của tháng 11, hàng tỷ sinh vật nhỏ đồng bộ hóa hệ thống sinh sản. San hô ở hàng ngàn dặm xung quanh đặt lại đồng hồ sinh học theo chu kỳ mặt trăng. Nhiệt độ dưới biển dâng lên từ từ làm chín mùi trứng và tinh trùng. Những dòng chảy chậm chạp của tuần triều xuống báo hiệu cho san hô, đây là thời điểm an toàn để giao phối. Điều này có thể diễn ra bất cứ lúc nào trong tuần tới. Những nhà lặn biển từ khắp nơi trên thế giới không thể bỏ qua trung tâm của nhà hướng dẫn hoạt động lặn Paddy Caldwell. Ông đã bắt đầu lặn dưới đó từ hơn 20 năm. Lặn đêm là sở thích của tôi và đêm. Ngành công nghiệp mía đường phát triển nhanh chóng dọc theo bờ đá ngầm. Nhiều khu rừng dọc bờ biển và vùng đầm lầy bị loại bỏ phục vụ cho nông nghiệp. Và vào thời gian này trong năm, khi mưa rừng nặng hạt, phân bón và lớp đất xốp trên mặt trôi khỏi nông trại ra biển. Ảnh hưởng tổn hại nhất của phân trôi chính là sự bùng nổ của lượng lớn sao biển gai, hay còn gọi là sao biển vương miệng gai. Chúng là loài bản xứ ở vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, ăn san hô. It's a native species that feeds on coral. They have venomous spines. Chúng có tơ độc và giống như kẻ cuối cùng sống dưới nước. Khi bạn cắt chúng thành những mảnh nhỏ, những mảnh thịt phát triển thành sao biển mới. What's more, each female. Còn nhiều hơn cả vì sao biển cái sản xuất ra 60 triệu trứng mỗi năm. Khi chúng đạt đến quy mô lớn, đây là những thứ chúng để lại. Người bảo vệ công viên Queensland và động vật hoang dã liên tục giám sát số lượng của sao biển gai.
Chúng là tác nhân làm 40% lượng san hô mất đi trong vài thập niên gần đây. Dinh dưỡng dư dả trong nước làm tăng lượng ấu trùng sao biển, dẫn đến sự bùng nổ loài động vật phá hoại này. Nhìn cái roi này, chúng ta còn phải vượt qua 10 chặng nữa. Ông ta trông như thế nào? Ông ta vẫn ở đó, mò suốt cả ngày như một con cá mập lớn nhử mồi. Những người lặn dưới nước ghi lại hết điều này. Chúng tôi không chỉ đếm số lượng sao biển gai và ghi nhận chúng ở đâu, mà còn ghi lại loại san hô vượt trội. Chúng tôi đã hoàn thành gần như 1.500 km của rặng san hô, vậy nên giờ là một trong những chuỗi thông tin lớn nhất của loài này trên thế giới. Chúng tôi biết chi tiết tạo nên rặng đá ngầm đó là gì và những sự trỗi dậy tiềm năng có thể xảy ra bởi vì sao biển gai sẽ thích ăn loài san hô này. Những anh bạn này có thể di chuyển đến 85 hải lý trong một hành trình. Anh ta đáng lẽ phải lên rồi. À, anh ta đây rồi. Bỏ qua những câu chuyện đùa, cuộc khảo sát cuối cùng sẽ tiết lộ vài kết quả cảnh báo. Số lượng lớn sao biển gai xuất hiện ở khu vực phía Bắc. Có 4 sự bùng nổ phá hoại được ghi nhận trong vòng 50 năm. Vùng bờ biển phía Tây và rừng ngập mặn luôn là một pháo đài vững chãi cho những loài săn mồi kinh hoàng này. Nhưng nhiều thứ đã thay đổi trong hơn 2 thế kỷ qua. Ngành công nghiệp mía đường phát triển nhanh chóng dọc theo bờ đá ngầm. Nhiều khu rừng dọc bờ biển và vùng đầm lầy bị loại bỏ phục vụ cho nông nghiệp. Và vào thời gian này trong năm, khi mưa rừng nặng hạt, phân bón và lớp đất xốp trên mặt trôi khỏi nông trại ra biển. Ảnh hưởng tổn hại nhất của phân trôi chính là sự bùng nổ của lượng lớn sao biển gai, hay còn gọi là sao biển vương miệng gai. Chúng là loài bản xứ ở vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, ăn san hô. Chúng có tơ độc và giống như kẻ cuối cùng sống dưới nước. Khi bạn cắt chúng thành những mảnh nhỏ, những mảnh thịt phát triển thành sao biển mới. Còn nhiều hơn cả vì sao biển cái sản xuất ra 60 triệu trứng mỗi năm. Khi chúng đạt đến quy mô lớn để làm những thứ chúng để lại. Người bảo vệ công viên Queensland và động vật hoang dã liên tục giám sát số lượng của sao biển gai. Chúng là tác nhân làm 40% lượng san hô mất đi trong vài thập niên gần đây. Dinh dưỡng dư dả trong nước làm tăng lượng ấu trùng sao biển, dẫn đến sự bùng nổ loài động vật phá hoại này. Nhìn cái roi này, chúng ta còn phải vượt qua 10 chặng nữa. Ông ta trông như thế nào? Ông ta vẫn ở đó, mò suốt cả ngày như một con cá mập lớn nhử mồi. Những người lặn dưới nước ghi lại hết điều này. Chúng tôi không chỉ đếm số lượng sao biển gai và ghi nhận chúng ở đâu, mà còn ghi lại loại san hô vượt trội. Chúng tôi đã hoàn thành gần như 1.500 km của rặng san hô, vậy nên giờ là một trong những chuỗi thông tin lớn nhất của loài này trên thế giới. Chúng tôi biết chi tiết tạo nên rặng đá ngầm đó là gì và những sự trỗi dậy tiềm năng có thể xảy ra bởi vì sao biển gai sẽ thích ăn loài san hô này. Những anh bạn này có thể di chuyển đến 85 hải lý trong một hành trình. Anh ta đáng lẽ phải lên rồi. Mọi khó khăn băng qua Thái Bình Dương và đến đây vào mùa hè để sinh sản. Toàn bộ quần thể chim biển đang giảm sút nhanh chóng, vì vậy chúng tôi muốn tìm hiểu tường tận những gì đang xảy ra với quần thể này. Bây giờ theo con đường này 50 mét nữa, đi hết 300 hay 400 mét, sườn dốc lượng đấy.
Hôm nay đội công tác ra ngoài đếm số hải âu biển Úc, hay còn gọi là chim hải âu Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương, nhưng thảm thực vật dưới đất ở rừng giống như tổ ong, với hàng ngàn những tổ chim dưới lòng đất. Họ mang giày đi tuyết để tránh nghiền nát những cái hang khi họ đi ngang qua. Anh có thấy cái trứng nào không, hoặc cái gì đó? Không, chỉ đi nhẹ nhàng xuống dưới với hy vọng. Thử bên trái anh xem nào. Đây rồi, tổ chim có bố mẹ trên những quả trứng. Cặp đôi thay phiên nhau canh gác những quả trứng này. Ồ, cái này sâu đấy, tôi cần cảm thấy con này thật là hiếu chiến. Nó là một con lớn đấy. Mỗi con chim dành vài tuần để ấp trứng, và sau đó thêm một vài tuần tìm thức ăn trên biển. Những con chim hải âu này được đặt tên từ tập tính bay vút trên mặt biển, theo đường viền các con sóng rẽ nước bằng đầu mút cánh. Bạn đang ở trên một hòn đảo hoang sơ được bao bọc xung quanh bởi những loài động vật hoang dã di trú. Đây là một công việc nặng nhọc, nhưng bạn phải làm những thứ có thể. Bạn đã biết một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới. Hàng đêm, ngay sau khi mặt trời lặn, hàng ngàn chim hải âu quay trở về hòn đảo. Mỗi con chim bằng cách này hay cách khác đều tìm đường quay trở về băng qua những cánh rừng rậm rạp, về với người bạn tình đang chờ đợi mỏi mòn. Những chú chim ghép đôi suốt đời, nhưng chỉ hiếm khi dành thời gian với nhau. Chúng nhanh nhẹn đổi ca trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc cho con nhỏ. Thật ngạc nhiên khi nghĩ rằng con trống hoặc con mái sẽ ngồi đó trong suốt 2 tuần, chờ đợi người bạn đời quay trở về và nhận nhiệm vụ ấp trứng. Bạn có thể tưởng tượng tình trạng chán nản nhạt nhẽo khi ngồi ở đáy tổ, giống như ngồi trên bồn vệ sinh của một cái phòng ngủ nhỏ trong vòng 2 tuần, đợi chồng hay vợ quay về. Tôi không bất ngờ về việc chúng phấn khích khi bạn tình của chúng về đến nơi. Những khu rừng thực vật Bessonia trên đảo là một nơi trú ẩn quan trọng cho những loài chim này. Ở nhiều nơi trên thế giới, tập quán sinh sản của chúng bị sự can thiệp của con người làm tổn hại, và ở đây bạn có một hệ sinh thái cực kỳ nguyên vẹn và hoàn toàn đông nhất, nơi mà những loài động vật này có thể... Bản đồ định vị cụm đảo Capricorn Bunker. Ở phía nam rặng đá ngầm tồn tại một cụm đảo thấp nhỏ duy nhất và một nhóm các nhà bảo vệ rừng cùng các tình nguyện viên do tiến sĩ Graham Hansen chỉ huy đang ở phía tây bắc của cụm đảo. Thật là một nơi đặc biệt để làm việc. Có rất nhiều hòn đảo độc đáo, những hòn đảo thấp nhỏ rất hiếm. Nhiều đảo bạn thấy ở phía bắc hầu như không có loài thực vật nào. Hệ sinh thái ở đây rất dồi dào. Loài phi lao Casuarina mọc ngoài rìa của đảo. Ngoài ra còn có rừng thực vật độc đáo Pisonia. Một phần của rặng đá ngầm san hô Creperier làm những hòn đảo. Thật đẹp, nhưng làm việc ở đây tương đối vất vả. Trời rất nóng, độ ẩm cao, và một khi bạn ra khỏi bờ biển, bạn không có cơ hội mặc đồ tắm và thưởng thức cốc tai. Chúng tôi bị cuốn vào những thứ dơ bẩn, hai cánh tay phải che dở những cú mổ từ lũ chim. Chúng còn ị nữa. Vào thời gian hè, hòn đảo đón tiếp số lượng sinh sản lớn nhất của hai loài chim biển, hải âu biển Úc và nhạn biển đen. Chúng vượt mọi khó khăn băng qua Thái Bình Dương và đến đây vào mùa hè để sinh sản. Toàn bộ quần thể chim biển đang giảm sút nhanh chóng, vì vậy chúng tôi muốn tìm hiểu tường tận những gì đang xảy ra với quần thể này. Bây giờ theo con đường này 50 mét nữa, đi hết 300 hay 400 mét, sườn dốc lượng đấy. Hôm nay đội công tác ra ngoài đếm số hải âu biển Úc, hay còn gọi là chim hải âu Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương, nhưng thảm thực vật dưới đất ở rừng giống như tổ ong, với hàng ngàn những tổ chim dưới lòng đất. Họ mang giày đi tuyết để tránh nghiền nát những cái hang khi họ đi ngang qua. Anh có thấy cái trứng nào không, hoặc cái gì đó? Không, chỉ đi nhẹ nhàng xuống dưới với hy vọng. Thử bên trái anh xem nào. Đây rồi, tổ chim có bố mẹ trên những quả trứng. Cặp đôi thay phiên nhau canh gác những quả trứng này. Ồ, cái này sâu đấy, tôi cần cảm thấy con này thật là hiếu chiến. Nó là một con lớn đấy.
Mỗi con chim dành vài tuần để ấp trứng và sau đó thêm một vài tuần tìm thức ăn trên biển. Những con chim hải âu này được đặt tên từ tập tính bay vút trên mặt biển, theo đường viền các con sóng rẽ nước bằng đầu mút cánh. Bạn đang ở trên một hòn đảo hoang sơ được bao bọc xung quanh bởi những loài động vật hoang dã di trú. Đây là một công việc nặng nhọc nhưng bạn phải làm những thứ có thể. Bạn đã biết một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới. Dấu hiệu tiết lộ sự sinh đẻ chỉ xuất hiện vào khoảng phút 10 đến 15 trước khi nó diễn ra. Khi những bọc trứng và tinh trùng có thể nhìn thấy tiến gần về miệng san hô. Và sau đó, cao trào tập thể. Sức ép sinh lý của hàng tỷ sinh vật biển được giải phóng. Bạn nhìn những quả bóng nhỏ xíu bên trong ruột. Những quả bóng nhỏ lớn lên chậm chạp. Bạn có thể thấy chúng đang quay vòng. Chúng đổ vào nước những dòng bọt bóng như rượu sâm banh nổi lên trên mặt nước. Một số loài san hô có cả tinh trùng và trứng, nhưng chúng không thể tự thụ tinh. Thời điểm chúng giải phóng cùng với những dãy san hô xung quanh phải thật chính xác. Những tinh trùng cụp nhỏ luồn lách xuyên qua dòng nước tìm kiếm trứng trong khó khăn. Một số sẽ tìm được một nửa của mình, thụ tinh và phát triển thành ấu trùng san hô nhỏ bé. Thật ngạc nhiên khi chứng kiến sự việc xảy ra trong một đêm. Nó trông như tuyết rơi dưới nước, chỉ khác là tuyết bay lên phía trên thay vì rơi xuống dưới. Với sự thanh tịnh của chuyến lặng đêm, việc ngắm những vòng sáng đó giống như sở hữu của riêng bạn vậy. San hô đơn tính cũng bắn ra một đám sương mờ. Con cái sản xuất ra sữa cho những quả trứng nhỏ bé. Trong khi con đực bắn